Chào mừng quý chị quay lại với kênh Bất Động Sản Thực Tế. Hiện tại em đang đứng trước một lô đất có mặt tiền đường, con đường bê tông này nha quý chị. Ở đây là ấp Đồng Sầm, xã Đình An, huyện Dầu Tiếng nha quý chị. Thì ở đây là khu dân cư trung tâm của xã Đình An. Ở phía trước mình là lô đất có bề ngang là 6m. Đó, và chiều sâu của nó là 64m nha quý chị. Tổng diện tích trên sổ là 330m2. Có 100m2 đất thổ cư đã có sổ sẵn. Thì hiện tại đất đã sang phẳng và có cột mốc ranh giới rõ ràng nha quý chị. Phía trước là khu dân cư hiện hữu. Đường này thì đường có đường bê tông có bề ngang khoảng 5m nha quý chị, và có đèn đường chiếu sáng rất gần với lại chợ cũng như là ủy ban xã, cũng khá gần với lại trung tâm huyện Dầu Tiếng nha quý chị nhé. Từ đây đi ra đường DT 744 đâu đó khoảng 500m.